Hello, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ bảy, 11 tây tháng 3 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 80 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, thì Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn hãy lắng nghe một ca khúc. Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn chờ đợi thật cuối cùng, tôi bước đi tận sân nhất lửa khói ngập trời, khu thương xá cửa khép cuộc đời, những con tàu ngơ ngác ra khơi. Tôi bước đi qua đường rừng trong gai tăm tối, như cuộc đời ở lại từ khi mất người. Tôi bước đi như con rết lê lết cuộc đời, như thân bướm đôi cánh ra rời, lấy u sầu che giấu tạ tơi. Từ gió ơi, từ gió tôi trả bằng nước mắt. Từ gió trên mảnh thuyền mong manh sương gió, như một người tìm đường về nơi đáy mồ. Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ, vì tôi muốn lại kiếp con người, muốn cuộc đời còn có những nụ cười. Từ gió ơi, từ gió tôi trở bằng nước mắt. Từ gió ơi, từ gió làm trao bằng máu xương. Từ gió ơi, từ gió em đổi chào các bạn nha, để mình invite mọi người vô. Hãy
Rồi, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến đã đến với chương trình ngày hôm nay. Trước tiên thì ở bên Lisa đó là tối nay là nó time change, tức là nó đổi giờ. Thì ở bên Việt Nam đi trước ở bên đây 1 tiếng đồng hồ. Cho nên thay vì chương trình khai dân trí của Lisa 8 giờ thì bắt đầu ngày mai nó sẽ là 8 giờ ở bên Lisa, thì tức là 9 giờ tối ở bên Việt Nam. Cho nên các bạn đừng có ngạc nhiên khi mà vấn đề là kêu bằng là chương trình của Lisa lên khoảng 9 giờ nha. Cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn các bạn. Chị Lisa ơi, chị Lisa, em rất là buồn cho dân tộc Việt Nam mình. Đất nước đang bị ngổn ngang như vậy mà một số đất đai người dân đã bán cho thằng Tàu Cộng rồi chị ơi. Ở tại Bình Thuận, huyện Hàm Tân, La Ghi nghe chị. Đau lắm. Người dân không biết con mẹ gì hết á. Thấy có cái lợi trước mắt thì đem đất cát của mình đi ra để mà bán cho thằng Tàu Cộng. Các bạn thấy khốn nạn không? Ở trong cái đất nước Việt Nam đó, người ta xây một cái chuồng gà thôi, nó cũng kiếm chuyện, nó bắt. Nó bắt lên, nó bắt phạt. Người ta xây một cái chòi nhà thôi, một cái chòi vịt thôi, nó cũng kiếm chuyện. Vậy mà cái phố ở tại Đà Nẵng của thằng Tàu Cộng xây trình ình lên như vậy, dài 1.600 nhưng đây là hectare vậy, không ai biết hết, không ai biết hết. Đây là một sự kiện mà rất là quái lạ ở tại Việt Nam. Ngày hôm qua đó, chính thức bà Tổng thống của Hàn Quốc từ chức. Chỉ có một cái lỗi là đưa người thân của mình nhận tiền để đi vào nội các, để mà nắm những cái chức vụ mà không đủ nhân lực. Thế mà người dân ở tại Hàn Quốc, người ta đã xuống đường gần 1 triệu người. Liên tiếp mỗi tuần người ta đều xuống để mà người ta biểu tình. Bằng chứng cụ thể là đã làm tê liệt ở tại Hàn Quốc và bà Tổng thống ở tại Hàn Quốc chính thức từ chức. Nhìn người mà ngẫm lại ta, ngẫm lại đất nước Việt Nam, ngẫm lại dân tộc Việt Nam, có can đảm, có khẳng khái, có đòi những cái quyền của mình hay không? Các bạn thấy có ai khốn nạn vậy hay không? Ngày xưa đất nước của Việt Nam của mình đó, rừng vàng biển bạc, trái cây, ta nói vấn đề là kêu bằng là đầy dẫy hết. Mà bây giờ thằng Ấn Độ nó run sợ. Lisa gửi một tờ giấy kêu gọi những người bên hải ngoại này viết để mà gửi qua Ấn Độ, qua Pakistan, qua tất cả các nước để mà báo động về tình trạng nhiễm độc ở tại Việt Nam. Thằng Ấn Độ giờ nó cấm nhập mẹ nó tiêu rồi. Tao cho bỏ cái tật mất dạy của đảng đĩ tụi bay. Tụi bay khốn nạn, tụi bay cho thằng Tàu Cộng vô. Tao sẽ giết những cái professions, tức là những cái lá đơn mà tao gửi cho toàn thế giới hết, để tao coi tụi bay còn xuất khẩu được nữa hay không. Tao đánh cái nền kinh tế tụi bay phải thân bại danh liệt. Tao cho tụi bay bỏ cái tật tụi bay ngục, tụi bay ngu, tụi bay ăn ruột cùng rùa. Tụi bay để cho thằng chó đẻ Tàu Cộng nó đi vào Việt Nam để mà nó phá tan quan cái đất nước Việt Nam hết. Nha. Các bạn yên tâm đi, những người nào trồng tiêu ở tại Việt Nam các bạn chuẩn bị. Các bạn trồng ra rồi không có bán buôn được đâu. Ấn Độ cũng không cho vô, Mỹ cũng không cho vô, Pháp cũng không cho vô. Rồi đây tất cả các nước đều không cho tiêu của Việt Nam vào. Không những tiêu mà tất cả những cái trái cây, những cái thức ăn ở tại Việt Nam cũng không thể nào vào được tại Việt Nam. Nha. Chào dì Lisa. Hôm nay sau khi con xem chương trình số 79 của dì, con có đề cập. Dì có đề cập đến một số vấn đề tiệm cầm đồ ở Cần Thơ bị công an làm khó dễ. Hôm nay con cho dì biết một tin mật
để vạch trần bộ mặt thật cũng như lục thế giới ngầm của mafia ở Cần Thơ cho gì được biết. Theo tình hình kinh tế bây giờ ở tại Cần Thơ nói riêng và trên toàn đất nước Việt Nam nói chung thì đại đa số từ buôn bán hàng rong cho đến chủ những tập đoàn phần lớn đã chết lâm sàng hết rồi dì ơi. Họ đang thở oxy để chờ ngày chết đó dì. Hiện tại trong lúc khó khăn như vậy mà vẫn có nhiều ông bà chủ khách sạn hay những người trước đây cho vai bạc góp chết đi sống lại nhiều lần thì tự nhiên lúc này tụi nó giàu to. Dì có biết tại sao không? Vì trong giới mafia Cần Thơ đã chán chuyện cho vai nặng lãi rồi. Giờ tụi nó bắt đầu kết nghĩa anh em chị ruột với thằng giám đốc công an tên là Trần Ngọc Hạnh. Vợ thằng này nổi tiếng là ăn hạm. Tụi mafia hay gọi nó là con cá dồ cái đó dì ơi. Đây là một ví dụ gì nè. Nè dì, theo như lời bạn con kể, ông bà chủ khách sạn Phương Nam ở đường Trần Văn Khéo, thành phố Cần Thơ là bán bạch phiến, đị điếm, an toàn trá hình, có quy mô rất là lớn, nhưng không ai dám thanh tra hay bắt bớ vì ông bà đã có mối quan hệ thâm giao và bà con với phó giám đốc và giám đốc công an rồi. Bây giờ tất cả tụi cho vai nặng lãi trước đây ở Cần Thơ đều làm theo cách này hết. Nay con vì thương cho tuổi trẻ Cần Thơ nói riêng và Việt Nam mình nói chung, con hết sức cầu mong dì Lisa lên tiếng nói để cứu dân mình nghe dì. Con cảm ơn dì rất nhiều. Con chúc dì luôn vui khỏe để đại diện dân tộc Việt Nam lấy lại công lý cho dân tộc mình. Cảm ơn con. Một mình cô không thể nào lấy lại được, mà phải cần có những người như các con. Một cây không thể làm được nên non, bởi vì các con đã bị nhồi sọ trong một cái chế độ. Và không riêng những người thông minh như con nhìn ra sự thật thì nó rất là ít, còn những kẻ u mê bị cái màn u minh nó che lấp đi, không nhìn thấy, giống như một con ngựa bị bịt cặp mắt lại, chỉ biết đi thẳng một con đường mà đảng tuyên truyền, đảng nhồi sọ, đảng cố tình muốn lèo lái cho tuổi trẻ hầu như bây giờ ở tại Việt Nam đều phải nghe theo những luận điệu bịp bợm của đảng để họ duy trì cái chế độ này. Các con thấy rồi đó, từ Lê Văn Tám cho tới Nguyễn Văn Trỗi cho tới vấn đề Võ Thị Sáu đều là một cái sự mà kêu bằng lừa bịp, mà vấn đề là tuyên truyền láo khuyết. Ngày xưa nói rằng Võ Thị Sáu là người yêu nước thì bây giờ các con suy nghĩ đi, các con cũng yêu nước mà tại sao các con chống Formosa, các con chống thằng Tàu, các con chống những cái thằng công an khốn nạn đánh đập người dân Việt Nam thì các con lại bị gài tội cho là khủng bố. Còn trong khi một cái con Võ Thị Sáu ngày xưa nó cầm lựu đạn, nghe nói nó là một cái con tâm thần luyện vào trong chợ giết chết bao nhiêu người dân thường thì lại được ca ngợi lớn. Các con suy nghĩ đi. Bây giờ những cái người mà vào thời của thằng Lê Dũng nó tàn bạo, hễ ai nói lên sự thật là nó sẽ giết người ta, nó ghép cho cái tội là phản động để mà nó giết người ta. Bây giờ nó khác với ngày xưa rồi. Bây giờ những ông già này gần đất xa trời, không muốn để cho Đảng Cộng sản Việt Nam tự tung tự tác để mà tuyên truyền xạo bịa bợm các con nữa, cho nên người ta đã khai ra, người ta đã xì ra để cho mọi người nghe. Cho nên Lisa mời các bạn cũng như mời con hãy nghe những cái người nhân chứng sống này kể gì về câu chuyện của con Võ Thị Sáu nha. Cho ông anh của bà Sáu, ông anh ruột đấy, ông Năm. Lúc đó là ở đất đỏ nó dựng cái tượng bà Võ Thị Sáu ở giữa chợ và một cái nhà, nhà lưu niệm Võ Thị Sáu, cái nhà của ông anh ở phía sau. Lúc vào mới đi hỏi cụ thể tất cả cái chuyện Võ Thị Sáu, vấn đề nó hoàn toàn khác, hoàn toàn khác. Lúc đó cái thằng gọi là thằng bé B
Võ Thị Sáu bị ném lựu đạn để mà diệt cái quân Pháp, đúng không ạ? Cái thằng bé B là thằng Tây Lai, thằng đó là mẹ người Hoa, bố người Pháp. Thì hàng ngày nó phụ trách về, nó phụ trách về thực là cái tiếp phẩm cho cái đồn ở đồn đất đấy. Nên hàng ngày nó dẫn mấy thằng lính dõng các thứ ra chợ đi mua, mua cá, mua rau các thứ. Thì hôm đó là Võ Thị Sáu với cái nhóm du kích để phục kích để diệt cái kẻ bạn đây là về đó. Nhưng hôm ấy nó lại không đi, không có nó. Cho nên là vào mức tương với quả lựu đạn vào chợ thì chết là toàn dân mình thôi. Khốc nạn không? Nên cái thằng kia, thằng kia về sau này ấy, nó về Pháp. Rồi đến sau 75 nó mới quay trở lại để nó đón mẹ nó. Đón mẹ nó là mẹ nó người Hoa ở quận Năm này, sang Pháp. Thế thì nó lúc đó là nó trở thành một cái người mà giúp đỡ, có gửi tiền nông giúp đỡ cái địa phương để cho đất đỏ đấy, xây mấy cái trường học các thứ gì đấy. Cho nên là nó là khách, đặc khách chính quyền địa phương đấy. Hay nhỉ. Đấy, nó ra giữa chợ nó đứng này, chỉ tượng mà sao. Cái bà này hồi xưa giết tôi này. Đấy. Thế còn cái nhà lưu niệm của bà Sáu ấy. Chưa học rồi. Bàn của ai địa phương cũng như cho thuê. Cho thuê để bán hàng. Nó cho thuê này, cho thuê nó làm cho các em nó thuê, nó tiếp khách thì là tiếp. Đấy, cái nhà lưu niệm của anh Sáu ở chợ đất đỏ. Thế rồi đến cái câu chuyện của nó như thế. Thế thì chứ, bắt đầu ông bọn tôi còn ra cả buôn đảo nó đi hết rồi. Thế nhưng mà câu chuyện thực nó là như vậy. Mà chính ông Nguyễn Quang Sáng thì vẫn cứ phải cho nó là phải ném lựu đạn vào cái chỗ cái hội đồng. Cái bọn hội đồng đang họp cái này các thứ ném vào. Lẽ ra ông đạo diễn Phan Vũ Công Hà Nội phố đấy. Ui giời ơi, khói lửa các thứ. Mấy ông hội đồng người lăn củ chiên cho cái này đồng. Hết tay chết rồi. Hết tay chết rồi. Đâu có mẹ nuôi dân minh chị ca đó. Dân chết chứ có ai đâu. Mà nó tuyên truyền là luyện lựu đạn vô trong hội đồng. Người ta đang họp ở trong đường. Trần Bạch Đằng biết. Đức tính Trần Bạch Đằng. Chưa. Lê Lâm Đạo Diễn. Ok. Tôi giới thiệu với anh nhé, với các bạn nhé. Thì một bạn tham gia làm phim Võ Thị Sáu. Ừ. Rồi. Không nghe. Không nghe. Nói chuyện với Võ Thị Sáu nhé. Thì bạn này, bạn đã nguyện anh. Bạn có gặp người chị của Võ Thị Sáu. Bây giờ tóm tắt lại đó là cái con ngựa Võ Thị Sáu này đó, nó xấu như là con hủi vậy đó. Rồi nó gặp cái thằng Tây Lai này đó là nó thương thầm, nó nhớ trộm. Mà người ta không có yêu nó, cho nên nó nổi điên nó lên rồi, nó mới hận tình hay gì. Chắc là bị thằng Tây Lai này vớt mẹ cuộc đời rồi, biết không? Ta nói vui mà. Rồi cái bây giờ nó đã vớt mẹ rồi, rồi bây giờ hận thù người ta, rồi bắt đầu mới là đi vô để mà làm du kích ở trong trọng. Nó bắt đầu là cái bằng muốn trả thù thằng Tây Lai này, cho nên mới muốn cầm lựu đạn để mà ra chợ canh thằng Tây Lai này, đi chợ để mà luyện cho thằng Tây Lai này nó chết. Đó. Ta mày không yêu tao, mày không lấy tao thì tao phải giết cho mày chết. Nhưng mà thằng Tây Lai nó không đi chợ, cho nên cầm lựu đạn luyện mẹ vô trong chợ cho chết người ta như vậy. Rồi cái đảng đỉ đó nó lợi dụng vào cái thành tích này, bắt đầu nó thổi phồng lên, nào là anh hùng, là chổi lựu đạn, luyện lựu đạn vô trong hội đồng người ta họp được kia ở trong đó, giết chết không biết bao nhiêu người. Nhưng mà đâu có phải như vậy. Hội đồng nào mà hợp mà để cho con ngựa này mà luyện lựu đạn vô. Mà đó, cho nên cầm lựu đạn luyện mẹ nó đi ở ngoài chợ, chết ai thì chết như vậy đó. Đấy, các bạn thấy rõ ràng như vậy đó. Vậy mà cũng tuyên truyền, cũng phải láo khuyết cho bằng được. Rồi bây giờ tuổi trẻ ở Việt Nam mà bây giờ nó nhìn ra được sự thật mà nó muốn bắt chước theo. Nhưng này là kêu bằng đó là cái người mà anh hùng này thì lại chụp cho người ta là phản động. Khốn nạn không? Đó, bây giờ thằng Tàu Cẩm nó vô tràn lan từ Bắc chí Nam rồi đó.
Bây giờ ai dám lên tiếng đi. Chị Lisa ơi, có chuyện này em kể cho chị nghe về công ty Lee and Mans, tức là nhà máy giấy ở tại Cần Thơ. Em tiết lộ cho chị nghe, vào năm 2015 em đã từng làm qua công ty này rồi nhé. Công ty này về nhân sự là thằng đứng đầu công ty chỉ có 3-4 thằng là người Hồng Kông, mang mác là Hồng Kông, nhưng vốn đầu tư 100%, còn cấp dưới lãnh lác toàn là người Tàu Cộng. Trong lúc mà em còn làm trong công ty này, em phụ trách về phần thu mua đồ lặt vặt cho công ty. Trong lúc đó em biết rằng về phần xử lý nước thải hóa chất cực độc cần mua để xử lý cần phải 300 mấy loại, mà trong khi đó công ty chỉ phê duyệt có 100 mấy loại mà thôi. Nên bọn thu mua bên hóa chất, tụi nó trước khi vào công ty làm thì đều được cho đi qua bên Tàu Cộng đào tạo, cũng sững sờ vì cũng chẳng là một phần hóa chất cần thiết xử lý quá đắt, cho nên họ đã bỏ qua luôn. Chưa kể là chất bột than sẽ xả thải ra, còn phần giấy thì họ thu mua toàn là rác thải và giấy phế liệu bỏ đi rồi họ tái chế lại. Trong khi làm trong công ty họ toàn đặt ra luật rừng, mà trong khi đó em từng làm qua cho nhiều công ty doanh nghiệp ở nước ngoài nên em nắm được luật luật. Còn tiền thưởng Tết năm 2015, nghe nói mà mắc ói lắm chị ơi, vỏn vẹn mỗi người chỉ được có 50.000 đồng tiền Việt Nam. Thường theo luật của các công ty khác thì là được hưởng lương tháng 13. Còn quà Tết cho công nhân thì toàn làm mấy cái bánh tét chuối, vì mảnh đất của Lee and Man xung quanh toàn là mấy cây chuối xung quanh, cho nên phần công ty thời điểm đầu tư thì em nghe mấy người trước nói nó đã thành lập năm 2007 rồi. Nó đã thành lập xong và hoạt động nửa năm, đóng cửa một lần, xong vài năm gần đây mới hoạt động lại. Phần giấy phép công ty em có xem qua là được cấp năm 2014, hết hạn đến năm 2017. Còn phần gia hạn sau này em không rõ. Trong đó cũng có phần nhúng tay của ông Trịnh Xuân Thanh để mua chuộc trót lọt mấy đám người Hậu Giang này, họ đút tiền vào và em là người chứng kiến. Em thấy rằng anh bạn này kể là ông Trịnh Xuân Thanh lúc đó cũng không phải dạng dừa, hàng tuần nhậu xong rồi đi chơi đỉ, và tiền bạc thì công ty này phải chi ra từ A tới Z để được làm khẩu phần ở tại Hậu Giang, nhà máy giấy Leesman. Phần nhà ở thì lúc đó vì công ty chưa xây xong nên nó liên kết với công ty Minh Phú Thủy Sản để thuê lại phần chung cư cho mấy thằng Tàu Cộng ở. Còn người Việt mình thì một phòng nhỏ nhét tới 4-5 người vô làm. Riêng em có một người bạn cũng làm chung công ty này. Sau khi hai anh em nghỉ rồi, ngồi kể lại chuyện làm ăn ở Cần Thơ, anh này giờ tuy làm trong Bộ Ngoại giao quận 3, cũng cảm thấy lạ vì có một số người Tàu Cộng khi trò chuyện với họ thì họ đều nắm và am hiểu hết tình hình quân đội của Việt Nam. Nên em và anh ấy đều nói rằng chắc chắn công ty này đằng sau là một âm mưu thật là lớn. Không thể nào những người lính lác của Tàu Cộng sang làm ăn mà lại biết rõ về quân đội, quân khu chính và đặc biệt là người dân sống ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cả chị ạ. Thì đương nhiên là nó gài tình báo vào rồi em. Chị đã nói cái tin này 1000 lần, nó chỉ qua nó dán cái mạc nó là công nhân, kể cả nó xây những cái nhà, những cái khu nhà trong Đà Nẵng cũng là như vậy thôi. Cũng là như vậy hả? Nha. Đây chỉ là một âm mưu lớn thôi chị. Đây là phần chia sẻ của em để em nói cho chị nghe lúc em còn làm ở công ty Lease and Man. Chúc cho chị luôn mạnh khỏe, tươi trẻ, tiếp tục trường tồn cho con đường tự do của Việt Nam. Em xin hết ạ.
Cảm ơn em đã cho chị biết một cái tin là em đã từng làm trong cái nhà máy giấy này. Nhà máy giấy này đã được cấp phép từ năm 2007 lận nha các bạn, chứ không phải mới đây đâu. Tức là năm 2007 được cấp phép, bởi lúc đó Trịnh Xuân Thanh là vấn đề là còn làm ở tại Hậu Giang. Và cái người này cũng đã từng chứng kiến khi mà Trịnh Xuân Thanh đến họ đưa lót như thế nào, ăn nhậu ra làm sao, Lisa nắm rõ hết. Có những cái tên mà người ta nêu ra, Lisa không tiện đưa ra đây. Bởi vì người ta còn đang ở trong nước. Cho nên những cái thằng mà ở tại Hậu Giang đó, tụi bay mở con mắt to tụi bay ra đi. Tụi bay đừng có tưởng đâu là Lisa ngồi bên đây mà không biết nhất cử nhất động của tụi bay ở trong nước làm cái gì. Chẳng qua tao không muốn nêu tên tụi bay ra, bởi tụi bay chưa có nợ máu đối với dân tộc Việt Nam thôi. Nhưng mà tụi bay khôn ngoan, tụi bay phải nhìn ra sự thật. Tại sao những thằng lính lát mà của Tàu Cộng nó đi vào nó làm ăn, mà nó biết rõ quân đội, nó biết rõ tụi bay tham nhũng, nó biết rõ tụi bay ăn như là hạm đội như vậy. Nha. Yeah. Còn mà cái thằng đó mà nắm đầu của quân khu chính đó, thì bây giờ cái thằng này coi chừng nó cho đi ngồi chơi soi nước, để mà nó chuẩn bị, nó kiểm tra, để nó đưa những thằng Tàu vào, để mà nắm vào những cái trọng yếu. Lisa nhận được cái mật tin là ở tại Đồng Tháp là 1, An Giang là 2, Rạch Giá là 3, tức là Kiên Giang đó, và tới Cần Thơ. Thậm chí nó còn đưa người của nó đi tới Cà Mau, Bạc Liêu để nắm luôn nữa. Để có chuyện gì thì kể như nó mở vòng máu cho lính của nó từ ở bên Campuchia để đi qua. Cái điểm mà khai nổ hoặc là rút lui là ở tại đảo Phú Quốc hoặc là đảo Phú Quý. Nó có thể nó tràn vô, nó đi vào. Chứ nó không phải như các bạn nghĩ rằng nó đi từ biên giới Tây Ninh, hoặc là nó đi từ biên giới Long An Mập Quá, hoặc là đi từ biên giới, nhất đây là Nhà Bàn Tỉnh Biên, Châu Đốc của Long Xuyên An Giang qua đâu. Mà Lisa nhận được là nó sẽ tiến hành lên đảo Phú Quốc, tấn công từ đảo Phú Quốc vào. Mà cái tỉnh Kiên Giang là một cái nôi để mà phát đi. Chị ơi là chị, chúng nó đang ồ ạt bán tài nguyên sạch sẽ hết rồi chị ơi. Nó bán để nó gom tiền nó đi mà. Nhiều người nói với chị đó là bây giờ đó là chơi một cái liên hoàn kế. Tức là bây giờ đó là nó đem tiền bạc cho con cái của nó mua nhà bên Mỹ này rồi. Thì cộng đồng bên Mỹ này phải trình lên Donald Trump để mà tịch thu những cái tài sản này, và đồng thời đuổi cổ những con chó nào mà con ông cháu cha cho nó về trong nước để nó ăn đồ độc, để nó hửi chất độc, để nó cho tàu ỉa trên đầu của nó, để coi nó như thế nào. Chắc chắn nó sẽ nổi lên mà thôi. Các bạn thấy nhục nhã không? Thằng Tàu Cộng nó đi tràn lan, nó xây những cái khu nhà lực bạc như vậy. Những cái phố mà ở bên ngoài là nó dựng một cái bức tường, ở bên trong là những ngôi nhà của, vấn đề là kêu bạn là xây theo cái kiểu của thằng Tàu Cộng không, sang sát với nhau y như là sợ chợ lớn. Mà cái cảnh sát cơ động, công an, quân đội đéo thằng nào biết cả. Vậy mà thằng chó đẻ trọng lú nó lại hù dọa người dân bằng cách là nó duyệt, nó đem những cái xe mà nó lấy tiền thuế của người dân đó, nó mua những cái xe mà vấn đề là kêu bằng là chống tấn công mạnh bạo đồ kia, bắt đầu là nó phô trương diễu võ dương oai ra. Người dân Việt Nam sáng mắt ra chưa? Nó đưa ra như vậy để nó hù dọa cái đám dân đen Việt Nam này nè. Tụi bay mà nhìn ra sự thật, tụi bay nổi lên là coi chừng tao tàn sát, tao giết tụi bay chứ. Cái bản chất của thằng Cộng sản, của cái đảng Đĩ là nó khủng bố người dân, làm cho người dân phải run sợ mà không dám đứng lên. Sở trường của thằng Cộng sản Việt Nam là nó như vậy đó. Cho nên nếu muốn phá đi những cái sự kiện này,
thì chỉ có đánh du kích và lấy độc trị độc, dĩ độc trị độc mà thôi. Mày dùng sức mạnh, mày khủng bố, mày hù dọa người dân thì người dân cũng phải hù dọa lại mày thôi. Chơi bơm xăng chụi vào những chiếc xe mà nó đã, vấn đề là Tân Trang. Những chiếc xe đó ở đâu vậy? Là tiền thuế từ người dân. Các bạn bỏ tiền ra, nó móc tiền túi của các bạn ra để mà nó sắm những chiếc xe đó, để mà nó chở ngược lại, nó đánh, nó đập các bạn. Thì đã đến lúc mọi người dân phải nói thẳng vô mặt cho nó biết rằng những chiếc xe đó là tiền thuế của người dân. Các anh cũng là những người mà đang ăn những đồng tiền của người dân. Đảng Đĩ nó làm ăn thất bại, tiền bạc của nó muốn gần banh ta lông rồi, ở đâu nó nuôi cái thành phần này? Sau khi mà chị phát động hồi năm ngoái, mọi người đừng có giữ cái đồng tiền của thằng già hồ mà phải đi đổi đô la ra, thì bây giờ nó họp hội, nó kêu bắt buộc rằng mỗi một cái gia đình có bao nhiêu đồng tiền đô la ngoại tệ phải khai báo ra hết để cho nó nắm trong tay. Các bạn thấy khốn nạn. Cho dù các bạn có khai báo đi chăng nữa thì nó cũng giả bộ, nó đi tới từng nhà để mà nó xét, nó lục tủ, nó lục cái điều trong đáy quần nó cũng lục ra. Bởi vì cái chế độ rừng rú là nó như vậy. Nha. Chị Lisa ơi, em đi học 12 năm mà năm 12 chương trình học nó đậm mùi chính trị cộng sản luôn đó chị. Không những vậy mà nó còn bắt học mấy cái bài văn học xạo nữa. Môn lịch sử thì khỏi nói rồi, có một nó nói tới 10 lần chị ơi. Lịch sử nó có nói nó cái đéo gì mà về vấn đề là thời vua Hùng đâu. Bà Trưng, bà Triệu, vua Hùng nó đâu có nói tới đâu. Tự động người dân người ta dỗ tổ Hùng Vương, người ta đi ra người ta làm thôi. Chứ người dân mà không làm thì nó cũng dẹp mẹ nó luôn. Các em thấy không? Ở tại Việt Nam là như vậy. Nó chỉ xoáy vào là ngày sanh tháng đẻ của con chó Hồ Chí Minh mà thôi. Nó chỉ nói vô trong cái đảng đĩ của nó mà thôi. Nó dạy tuổi trẻ Việt Nam chỉ trong cái cao trào cách mạng từ năm mà thằng chó đẻ Hồ Quang, tức là thằng Tào Cộng, bắt đầu cướp chính quyền đó, bạo lực cách mạng thôi. Kể cả những thằng đầu bò ở Việt Nam cũng vậy. Những cái thằng mà giáo sư mà giáo chức dứt cháo đồ kia đó, những cái thành phần mà vấn đề là đầu bò cũng vậy, nó chỉ dạy chánh trị trong cái cao trào cách mạng mà thôi. Để chi vậy? Để cho những cái thành phần này nó đi ra để mà nó tuyên truyền cho đảng. Tuyên truyền thành công rồi đó, dâng lên cho đảng cả niềm tin vui thắng lợi đó, thắng lợi không? Bây giờ Tàu Cộng nó tràn lan mẹ nó từ Bắc chí Nam hết trơn rồi, thắng lợi dữ lắm. Thấy không? Dâng lên cho đảng đi, dâng lên cho nhiều chút, dâng lên những này là kêu bằng cho thằng chó đẻ Tàu Cộng, cho thằng tổng lũ đó, cho thằng những này là kêu bằng là thằng chó đẻ này nè, thằng súc vật này nè. Dâng lên. Nha. Yeah. Tôi có ý này, tôi nhờ cô Lisa nói trên diễn đàn cho mọi người nghe, tức là kêu gọi kiều bào đừng ai gửi tiền về nước là bước 1. Bước 2 là đuổi con cháu cộng sản về Việt Nam hết, bởi vì khi chúng về Việt Nam sống trong cái cảnh hiện nay ô nhiễm môi trường trầm trọng như thế này thì cuộc sống của nó sẽ như thế nào, cộng với sự mất tự do dân chủ, thì tôi tin rằng cái đám con ông cháu cha này nó sẽ quậy lên y như một đám gà mái phá chuồng, lúc đó mới vui như ngày tẩy hội. Thằng Mỹ này nó đi chánh trị khôn lắm. Nó biết là mấy cái thằng đầu bò này nè ăn tiền rút ruột của quốc gia. Mà bây giờ nếu mà không cho nó vô trong Mỹ này thì đâu có nắm được cái đầu của cái lũ đầu bò cộng sản.
Bởi cho nên mày vô đây mày đem tiền của vô bao nhiêu tao cho mày mua. Mày mua nhà 2 triệu, 10 triệu cũng được. Bởi vì căn nhà 1 triệu ở tại California một năm là phải đóng thuế 14%, tức là 14.000 đô. Chưa tính tiền bảo hiểm khoảng 13.000 đô nữa. Cho nên đồng tiền của Sisa thì phải trả lại cho Sisa. Bởi nó biết thằng chó đẻ cộng sản này là kêu bằng hốt đô la để mà dự trữ đưa qua cho thằng Tàu. Hoa Kỳ cũng biết rằng ở bên đây cũng có một số người giống như là chị Lisa thì còn đấu tranh chống cộng, còn một số người bên hải ngoại này thì thờ ơ, thì đem tiền về trong nước cho thân nhân của mình xây nhà lên 3-4 tấm, thì đem đồng đô la về mang tiếng là đem cho gia đình, mà gia đình của mình mua vật tư thì phải đổi ra tiền của thằng chó đẻ già hồ. Mà khi đổi ra tiền của thằng dạ hồ rồi thì đảng cộng sản nó ôm đô la, nó đưa đồng tiền vàng mã ra. Bây giờ Hoa Kỳ muốn ốp đô la vô là bằng cách cho những cái thằng con ông cháu cha đi qua bên Mỹ này phải mua nhà ở bên đây để mà xài đồng đô la bên đây, cho nên đô la phải trả trở về lại cho nước Mỹ. Không có một đất nước nào mà thương dân tộc Việt Nam của mình bằng chính người dân tộc Việt Nam của mình cả. Cho nên các bạn đừng có ngồi tại Việt Nam mà các bạn trông chờ cho người Mỹ, người Pháp, người Nhật, người Hàn, người Ấn mà đi qua Việt Nam để đánh đảng Cộng sản Việt Nam giùm cho các bạn. Cũng vì cái chuyện mà ỷ lại như vậy đó mà Việt Nam Cộng Hòa, khi mà Mỹ nó đã đi điêm với thằng Tàu Cộng, nó bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, lại bị thất thủ. Bởi vì chúng ta không có chuẩn bị cho chúng ta tự lực, tự cường, tự đứng lên được. Đó là một cái điều đau lòng. Mặc dù rằng Hoa Kỳ trong đảng Cộng Hòa cũng như là chính sách của Hoa Kỳ, họ đã hối hận bởi họ bỏ rơi miền Nam Việt Nam. Nhưng mà ở thế giới người ta không thể nào người ta không lên án một người đồng minh như vậy. Trong lúc thằng chó đẻ Cộng sản nó được nhận vũ khí từ hai quốc gia mà vào cái thời đó mà tương đương với Hoa Kỳ, tức là thằng Tàu Cộng và thằng Nga Xô, tức là Liên Xô đó, ào ạt vũ khí đưa vào. Còn trong khi đó Việt Nam Cộng Hòa xin vũ khí của Hoa Kỳ thì bị cái tụi phản chiến, cái đám dân chủ, nó cứ việc nó biểu tình, nó cứ việc nó la làng, nó nói rằng là không thể nào mà đem vũ khí, đem xương máu, đem tiền của người dân đóng thuế mà để đưa cho miền Nam Việt Nam được. Cho nên bắt buộc phải ngưng vũ khí, không viện trợ vũ khí cho miền Nam Việt Nam được. Cho nên những cái con chó đầu bò đừng có lên đây mà bắt đầu ngồi cười giỡn, tưởng rằng là đảng Cộng sản Việt Nam là tài giỏi, là đánh thắng được Việt Nam Cộng Hòa. Nếu đồng minh mà Hoa Kỳ mà không bị phản chiến, mà không bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, 1.000 năm thằng đảng Cộng sản Việt Nam cũng không lấy được miền Nam Việt Nam. Bởi vì nếu lấy được thì tại sao tụi bay anh hùng, tụi bay giỏi, tụi bay không ra, tụi bay đối mặt đi. Tụi bay toàn là tụi bay chơi du kích, tụi bay trốn không vậy? Tụi bay nằm vùng, tụi bay chống Mỹ không vậy? Tụi bay dám ra thời vào thời đó không? B-52 mà nó rải tụi bay hát như là kiếm luôn. Cho nên Lisa mong rằng các bạn ở tại Việt Nam phải tự lực tự cường, phải đi lên bằng chính đôi chân của mình. Không có một nước nào mà nó vào Việt Nam hoặc giúp Việt Nam mình mà không có lợi cho dân tộc, cho đất nước nó cả. Kể cả mình cũng vậy. Mình muốn làm ăn với một nước nào, chẳng lẽ mình đem, vấn đề là kêu bằng của cải của dân tộc mình để mình đem qua mình cho những người là dân tộc của một cái nước đó hay sao? Không có. Chúng ta làm ăn là hai bên phải đều có lợi nhuận với nhau. Chánh trị là nó như vậy đó. Bây giờ thằng Tàu Cộng nó vô nó họp, nó cho thằng Cộng sản Việt Nam đảng đỉ mượn tiền mà không cần bảo chứng con mẹ gì hết.
Coi chừng thằng chó đẻ Tào Cộng đảng đỉ tụi bay mắc mưu nó hồi nào tụi bay không hay. Thằng Tào Cộng nó thâm độc như vậy, một cái thằng mà kêu bằng dắt chài ra nước bồn tro đại cấu như vậy mà nó cho tụi bay mượn tiền mà không cần tụi bay bảo chứng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái đất nước Việt Nam tụi bay là thuộc về của nó rồi. Mượn nhiều vô đi, rồi không có tiền trả, nó đem đồng nhân dân tệ qua để mà nó thay thế cái đồng tiền giống như đất nước Ungala, Angola đó. Bây giờ là xài đồng tiền của thằng Tào Cộng đó. Bởi vì không đủ tiền trả nợ cho nó, cho nên bây giờ nó bắt buộc phải xài đồng tiền của nó. Thì bây giờ cái lũ đầu bò, cái lũ bộ chính trị, cái lũ xúc vật tụi bay ngục, tụi bay để cho cái lũ tình báo qua Nam, nó qua nó xỏ mũi tụi bay đi. Ngồi đó cứ việc tha hồ mà ký đi. Thằng Nguyễn Xuân Phát đó, cứ việc mà ký mẹ nó đi. Ký để cho khỏi cần bảo chứng mượn ào ào tiền của thằng Tàu đi. Dự trữ của nó tới 4.000 tỷ đô la lận. Dự trữ của thằng Tàu tới 4.000 tỷ đô la lận. Nó sẵn sàng nó tuồn qua để cho tôi bay mượn. Mượn khỏi cần bảo chứng con mẹ như trơn. Chỉ cần cái đặng đỉ tôi bay ký giấy là được rồi. Nhưng mà tôi bay mượn ào ạt không có tiền trả thì tôi bay làm như thế nào? Hả? Một cái người mà mượn nợ mà không có trả cho người ta thì phải chịu cho người ta tới người ta mắng nhiếc làm sao? Người ta kêu làm cái gì phải làm cái nấy. Thì các bạn ở Việt Nam chuẩn bị đi nha. Lisa nhận thấy rằng là xài cái đồng nhân dân tệ không còn xa đâu. Nếu mà người dân Việt Nam cứ chờ đợi, cứ thờ ơ hoài như thế này. Thế giới tự do không bỏ rơi bất cứ một quốc gia nào, đòi tự do dân chủ. Nhưng mà phải đồng loạt kìa. Chứ mà lác đác như lá rụng mùa thu thì người ta đâu có nói tới. Các bạn thấy trên những cái đài truyền hình của Hoa Kỳ, người ta phát sóng lên, các bạn thấy người dân Hàn Quốc, người ta xuống đường biểu tình trên 1 triệu người. Sau khi mà bà tổng thống ngày hôm qua ở bên Hàn Quốc từ chức rồi, cả người dân, vấn đề là kêu bằng là chạy ra, bắt đầu là cầm cờ hoan hô khóc như thế nào. Và những người biểu tình này người ta đã chỉ vào mặt người ta nói. Lúc mà kêu gọi biểu tình thì các bạn ở trong nhà đóng cửa sợ, trốn mẹ trơn à. Bây giờ chúng tôi biểu tình đổ xương đổ máu, bây giờ thành công thì lại túa ra ở bên ngoài để mà cầm cờ kêu bằng là ở tại thành phố xia mà gian dội hết như vậy. Thì suy ra đất nước Việt Nam mình cũng vậy. Bây giờ thì ai ai cũng thờ ơ hết. Cứ ngồi trông chờ cho mọi người nào đó mà làm nên của cách mạng để rồi cùng nhau kéo ra biểu tình. Cho nên đảng đỉ tụi bay đừng có tưởng rằng là dân tộc Việt Nam mà ủng hộ tụi bay đâu. Bây giờ trên 85% nó muốn xóa bỏ cái chế độ đảng đỉ của tụi bay rồi kìa. Cho nên tụi bay mà càng đánh đập, tụi bay càng mà vấn đề là phô trương sức mạnh, tụi bay càng lấy tiền của người dân, tụi bay sắp những cái xe cơ động, tụi bay tụi những cái người cơ động này để tụi bay đăng lên trên đài truyền hình để mà tụi bay hù dọa người dân thì nó phản tác dụng. Những người làm chính trị như ta, tao ngồi tao cười, tao đổ xăng vô lửa, tao cho người dân Việt Nam biết đó, tiền đó là tiền của quý vị đó. Quý vị đưa cho nó, bây giờ nó mua xe bọc thép, nó mua xe trời mới của thằng Tào Cộng để chuẩn bị nó tông vô quý vị đó, chuẩn bị nó đập quý vị đó. Những thằng chó đẻ cơ động này cũng vậy đó. Nó ăn ruột cùng rùa, nó ngục đó. Nó chuẩn bị nó quay đầu lại, nó đánh con dân của nó cho phải là thân bại danh liệt đó. Để là trong khi thằng Tào Cộng qua thì sau này nó mổ nội tạng của mấy con chó này thì làm thế. Nếu tao nói cho tụi bay nghe, nếu tao mà làm chánh trị đó, tao không có ăn ruột cùng rùa như cái lũ chó đẻ tụi bay đâu. Trong lúc bây giờ người dân ở trong nước người ta đang xôn xao về vấn đề là kêu bằng muối cũng phải đi nhập khẩu của thằng Tàu, tiêu cũng không được xuất khẩu qua bên thằng Ấn Độ, thấy không? Rồi bây giờ những cái phố của Tàu nó mọc lên như vậy, thì bây giờ tụi bay có muốn đàn áp tụi bay giấu vô đi. Đâu có cần mà tụi bay phải phô trương ra để hù dọa như vậy. Tụi bay làm như vậy là
Chỉ cần những người am tường chánh trị nhìn vào cũng biết là cái bản mặt ngục, cái bản mặt địch của cái đảng đế tụi bay là không có đường lối chánh trị con mẹ gì hết. Tức là cho mọi người trên thế giới thấy rằng cái đảng cộng sản chó đẻ của tụi mày chỉ có cai trị người dân bằng nòng súng, bằng bạo lực để mà hù dọa người ta mà thôi. Những chiếc xe cơ động đó của ông cố nội thằng Trọng Lũ bỏ tiền ra mua hả? Hả? Những chiếc xe mà giống đây là tụi bay phô trương ở trên đài truyền hình đó, tiền của ông cố nội tụi bay mua hả? Tiền của mấy thằng chó đẻ trong bộ chính trị tụi bay mua hả? Hả? Hay là tiền đó là tiền của người dân? Tiền của tụi bay bỏ ra để tụi bay nuôi cái đám cơ động này phải không? Làm chính trị đó mà ngu như con chó thì đừng có làm. Làm chính trị mà ngục như con bò thì đừng có làm. Mày phô trương sức mạnh chống tạo kìa, để lấy lại lòng người dân kìa. Mặc dù tụi bay sợ thằng Tào như ông cố nội tụi bay vậy đó, tụi bay không dám chống nó, nhưng mà trên mặt chính trị tụi bay cũng giả bộ, tụi bay phô trương đi. Lisa cũng nhận được có một số thành phần bây giờ nó đang tập dượt ở trong nước, chắc là nhìn thấy được tin mật của Hoa Nam rồi, cho nên bây giờ đang âm thầm mẹ bắt đầu là tập luyện cho nhiều dữ vô, để lỡ nó có quánh ốp vô để mà nó tàn sát đó thì bắt đầu là đưa cái tụi này ra để mà đập. Thằng Tào Cẩm nó cũng đâu có thua tụi bay đâu, nó đang thành lập cơ động như vậy đó. Bây giờ quân đội mà trong tương lai mà tụi bay tập dượt chuẩn bị tụi bay cùng với người dân rồi, thì lúc đó nó cho quân đội của Việt Nam quánh lại cơ động của Việt Nam, nó ngồi bên kia nó cười. Trời ơi, cuộc chiến miền Nam nó đã ngồi nó cười một lần rồi. Tức là nó đưa cho Cộng sản Bắc Việt vào quánh với Việt Nam Cộng Hòa. Tưởng sao chỉ có hai người cùng là Việt Nam, một bên thì ở bên một ở ngoài miền Bắc, một bên thì ở trong miền Nam. Nó ngồi nó chế giàu, nó ngồi nó cười. Đánh đi bay, châu chấu đá với nhau đi, hai con đá mẹ với nhau đi, con gãy cánh con què giò để tao đem người của tao vô ở trong nước Việt Nam. Quách nữa cho tao, quách mẹ nó lên đi cho tao. Đó, vũ khí tao đưa đó, tao quách đi bay ơi, quách lẹ lên đi đó. Bằng chứng cụ thể là đổi như thế nào? Tuổi trẻ miền Bắc chết tao nói như rạ, già phá nát hết cả đất nước miền Nam Việt Nam. Nó ngồi nó cười, nó có tốt mẹ gì, nó bỏ tiền cho tao bay quách mà. Rồi bây giờ cũng như vậy đó, những thằng chó đẻ cơ động, những thằng trật tự dân phòng, là coi chừng thằng lãnh đạo những thằng này là một thằng tình báo Hoa Nam, cho nên nó tạo dựng ra, nó giả bộ, nó đàn áp biểu tình, đàn áp người dân. Bây giờ người dân không biểu tình, người dân ở trong nhà nó cũng vô nó đập nhà trong tương lai để nó lấy, mà người dân nổi lên rồi là nó đem nguyên một cái lũ này tới đây nó trấn áp. Quân đội mà chịu không nổi, hoặc là những người cựu chiến binh chịu không nổi mà nổi lên rồi, thì lúc đó ta thấy nó vui như ngày tẩy hội. Tức là một bên là cựu chiến binh, là quân đội, là bộ đội phục viên đập với cái lũ chó đẻ, vấn đề là cơ động. Rốt cuộc hai bên đập với nhau, ta nói gãy cách què giò, tưởng sao là người Việt Nam không? Bên kia cũng là cơ động, bên đây thì là bộ đội phục viên, là cựu chiến binh, là người dân Việt Nam đập đánh nhau. Thằng Tà bên kia nó ngồi nó vỗ tay nó cười. Thằng Tào bên kia nó cười. Những người mà làm chánh trị như Lisa đó, tao nhìn qua là tao biết rõ ràng hết trơn. Cái lũ chó đẻ Tào Cộng tụi bay đừng có chơi cái màn mà sát kê kinh hầu, cắt cổ gà để làm cho khỉ sợ, gọi là sát kê kinh hầu. Người dân Việt Nam không dễ dàng để tụi bay dùng cái chiêu sát kê kinh hầu đâu. Đừng có đặt lên trên đài truyền hình mà bắt đầu là kêu bằng dương voi, dương quai, dỗi dỏ ra, đem ba cái chiếc xe đó ra. Chỉ cần toàn dân đoàn kết, mỗi người một trái bơm xăng, mỗi người cầm những cái bơm xăng, trội vô là trái chết mẹ những cái xe bọc thép đó ngay. Tụi bay đừng có mất dạy, chơi cái màn sát kê kinh hầu hả? Lisa buồn là dân tộc Việt Nam mình không đoàn kết. Thử 1 triệu 2 triệu người xuống đường đi, thử 1 triệu 2 triệu người cầm bơm xăng đi, coi những cái xe bọc thép này nó dám hay không. Cho dù mình ở trong nhà ngồi ở trên lầu, đứng trên lầu liền bơm xăng thẳng xuống, thì coi mày làm được cái gì. Mày ngon mày chạy vô thành phố đi. Chỉ cần tốt người mà đứng ở đây, bắt đầu là đang chuẩn bị thủ ở đây rồi, mày chạy ngông vô thành phố để mày biết. Các bạn có coi những cái video ở nước ngoài không, nó chặn mẹ trên, các bạn đâu có thấy. Ở bên đây người ta chổi cỡ nào, xe tăng của nó vô đó mà người ta
ném bơm xăng nó còn cháy, nó nổ đúng đúng. Chứ đừng có nói chi mà một hai chiếc xe cắt ké của thằng Tàu Cộng mà tôi bay đi, tôi bay hù người dân Việt Nam mất công lắm. Chị ơi, chị hết chương trình rồi kìa chị ơi. Ừ. Cho nên tóm lại, chương trình hôm nay chị Lisa muốn gửi tới các bạn, đó là chúng ta là những người dân Việt Nam trong thời điểm này phải tự lực, tự cường. Nếu ở nước ngoài có ai giúp đỡ mình thì mình cảm ơn thì tốt, còn không giúp đỡ thì phải nên lấy sức mạnh của dân tộc để mà cứu lấy đất nước. Đảng Cộng sản nó hù dọa người dân, phô trương sức mạnh của những xe bọc thép, của những cảnh sát cơ động. Người dân Việt Nam run sợ đã lọt vào kế của nó. Đây là cái chiêu sát kê kinh hầu, cho nên dân tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn, mãi mãi gan dạ, mãi mãi đứng lên, không sợ kẻ thù. Phải trả lời cho đảng biết là đảng đừng chơi cái trò mất dạy đó với dân tộc Việt Nam nha. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình ngày mai. Lisa cảm ơn tất cả mọi người và các bạn đã lắng nghe chương trình Khai Dân Trí của Lisa. Bye bye, xin chào tất cả mọi người.